mình có mặt trong buổi tối ngày hôm nay à. Và bây giờ tất cả các đại sẽ chào chúc phục vụ cho buổi tối chị mình dòng lời đầu tiên, dòng lời mời hàng cho buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cô chú chị mình cùng nhau tham gia tham dự. Gì chị? Dột. Ôi chị nhạc dột quá. Rồi, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì ẩn ẩn cũng như Châu Phan và các thành viên Sài Gòn Tương Thời rất là vui khi mà cái không khí, cái thời tiết như thế vui thiệt. Có nghĩa là với cái thời tiết như vậy nhưng mà quý vị vẫn lội mưa, lội lục, lội dầm mưa, dãi nắng đến đây để ủng hộ cho tụi em nhé. Giờ này đội mưa đến đây để ủng hộ tất cả các chị em thi qua hậu với mới ủng hộ mình nha em. Ủa thì là cũng ủng hộ mình mà. Không, chị em cũng qua hậu thôi. Kỳ vậy. Rồi, cái gì thì các người đẹp đang rảo bước phục vụ vé vòng lại khởi động vòng lại 20.000 đồng dọc qua một sống ai tiên cái lòng cầu thế vậy trời. Sổ kiểu gì bà nội. Được không? Hả? Rồi, bây giờ thì để bắt đầu buổi Lotto Show của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thủ tục, đó chính là sao chị xin chị Phan kiểm tra banh. Kiểm tra banh bây giờ xin phép mời một vị khán giả lên đây để hỗ trợ cho tụi em kiểm tra banh, bỏ banh vào lòng cầu để mang cái tính là sao ta khách quan và công bằng cho quý vị nha. Có ai không ạ? À? Có ai xung phong giơ tay lên giùm em tặng cho một vé chơi. Rồi xin mời anh trai. Ủa phải anh trai không? Xin lỗi anh. Sao ủa phải em xin lỗi anh tại vì xa quá em không có thấy được. Em phải khẳng định vô luôn. Anh định là trai hay gái luôn, em quyết định luôn chứ em đừng có để cho người ta quyết định. Ê, mà trùng hợp hả chị Ba ha? Bữa nay là em với chị hai con đuôi đứng dẫn chương trình luôn. Không ai thấy gì nữa. Chị Ba là cận em, chị Ba là cận 3 độ nha quý vị. Còn em là em cận nhẹ lắm, gấp đôi chị Ba thôi, có 6 độ thôi. Đó bây giờ là, rồi xin mời chị bây giờ anh sao? À rồi em sẽ dẫn thôi đúng không? Rồi kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng em mở màn sớm như vậy là sao? Tại vì chương trình ngày hôm nay rất là dài và sẽ có rất là nhiều tiết mục đầu tư hoành tráng và công phu đến từ ekip của đoàn Lotto Sài Gòn Tương Thời cũng như là sự chuẩn bị của các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Sài Gòn Tương Thời. Thì rất mong quý vị sẽ ở lại đến với tụi em đến cuối chương trình để chiêm nghiệm ý. Ủa sao ta? Gọi là sao ta? Ủa gọi là cái mình là thị bột quá. Ủa sao tự nhiên bí lại trời. Ủa alo má, ai móc cái gì? Ai móc cái họng em ra giùm cái chị. Ý nói sao? Để quý vị khán giả có thể chiêm ngưỡng. Ngắm nhìn những cái nhan sắc có 102 của đài Lotto Sài Gòn Tương Thời qua các phần thi. Và ngày hôm nay chúng em cũng có mời đến những cái vị khách mời chuyên môn. Và một lát nữa thôi thì những vị khách mời sẽ đến đây để chung vui với chúng ta. Và cũng sẽ ngồi để lựa chọn, đánh giá lựa chọn ra thí sinh nào là xứng đáng nhất để nhận một chiếc vương miện. Dạ sao? Bữa nay có cô Xuân Trang qua không? Cô Xuân Trang bữa hổm thấy cô chỉnh trang mà cô Xuân Trang ngại quá không dám tới. Đó, với lại đây cũng không đủ tiền để mời cô. Đó rồi, ngày hôm nay thì ở phía bên dưới thì các người đẹp đang đảo bước phục vụ vé những vòng lại khởi động thôi nha quý vị. Một lát thôi, quý vị cứ ngồi yên tại chỗ đó một lát, hồi này những về sau chương trình, về sau thì sẽ có những cái tiết mục dành cho tất cả các thí sinh. Và hiện tại thì các thí sinh 16 thí sinh của top 16 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Sài Gòn Tương Thời đang ở phía bên trong đi chuẩn bị, và ở bên này chỉ có những người không đủ nhan sắc để dự thi phục vụ quý vị thôi. Cho em xác nhận một lần nữa là có đủ 60 con banh trong lòng cầu không ạ? Dạ xác nhận ạ. Rồi, Trường, lấy Trường tặng anh trai một lá vé cho chị luôn. Rồi, em cảm ơn anh rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã hỗ trợ giùm em ạ. Rồi, cảm ơn anh trai. Và cho em hỏi thì ở đây mình có ai lần đầu tiên mình đến đi chơi lô tô không ạ? Có ai không ạ? Ai lần đầu tiên giơ tay giùm em hướng dẫn cách chơi chưa ạ? Sao tại những người bạn quen giơ tay không chị? Tất cả mọi người là đều mới ra đến lần đầu đúng không ạ? Chơi y như hôm qua, ok. Rồi, thưa quý vị thì đây để phổ biến sơ lược chơi chúng ta nha. Ở trên tờ lá vé của mình là sẽ có 60 con số tương ứng với lại 60 trái banh ở trong lòng cầu bên trên đây. Mỗi tụi em sẽ mỗi người hát một câu hát và cuối câu hát sẽ cho ra một con số. Thì quý vị dùng bất kỳ một cái dụng cụ nào đó hoặc là tâm tụi em đã gửi cho quý vị, gửi tặng cho quý vị ngay từ lúc mua vé, thì quý vị chọt vô làm dấu vô đủ 4 con trên một hàng ngang là chúng ta dơ tay cao lên để cho tụi em biết tín hiệu, tụi em dừng lại và lên đây để nhận quà quý vị nha. Lưu ý 4 con trên một hàng ngang quý vị nha, chứ không phải là hàng dọc là trúng gió nha quý vị. Rồi, quý vị ai chưa lấy vé vô nhẹ ngón tay một lần nữa giùm em điều động nhân viên đến phục vụ cho cô chú anh chị mình luôn. Nhanh gọn lẹ bên trên chúng em quay banh sổ số cho cô chú anh chị mình khỏi chờ lâu luôn ạ. Rồi, cả nhà mình có vé hết chưa ạ?
có vé hết rồi, hướng mắt trên khấu bắt đầu. Giờ xuống. Chúc cô chú anh chị mình dùng lời đầu tiên, dùng lời mở hàng gặp nhiều may mắn. Trời anh xa nói có chừng sập cái cột. Đu dữ vậy trời. Mây gì ra, hey, mây gì ra xuống, gì ra mây, gì ra mây, gì ra mây, gì ra. Đang lặng mà nghe tôi kêu bọn cờ xa. Cờ xa có mấy con mây gì ra xuống, gì ra mây, gì ra. Xuống thì ra dòng loại cởi đồng 20 ngàn một lá vé. Mấy dịp vé thì gái hay vé bên trong mày đâm thẳng vô đi chút chút hạ đâm vô em. Đó, thì biết là em đâm nhiều lắm cho nên là em cứ đâm vô đi. Mấy thì nhào vô. Nhào vô mà cái gì? Bá vô gì đó hả? Cái câu mà trên TikTok là bá vô gì đó quên nè. Bá gì? Bá vô làm gì đó quên nè. Không biết nha, cái che này em không biết. Chị đã xuống, chị đã mây, chị đã mấy, chị đã mấy, chị đã lăng lặng mà nghe tôi kêu con cờ xa. Cờ xa có mấy con mây, chị đã xuống, chị đã mây, chị đã mấy, chị đã mấy, chị đã mấy, chị đã má. Em mừng nông bị cài vừa tí, em mừng nông bị cài vừa má. Em là một người nông dân, tí em cũng là người nông dân. Hồi quá em là bê dê xui. Mấy chị đã xuống, chị đã mấy, chị đã mấy, chị đã mấy. Lê cần còn một vé cuối tàu mà lê cần một tàu hóa. Trời ta lên đây đứng lên đòi tám vé của bà ơi. Ai biết chưa chứ, ở dưới đó là ai vậy? Tấn Đạt. Tôi đem là giọng phố. Tấn Đạt còn một vé cuối tay, ai ủng hộ giùm em mà. Hết chưa cậu? Mấy chị ra. Rồi thưa quý vị, nếu quý vị không còn ủng hộ vé nữa theo ẩn và xin mời quý vị tập trung với mắt mình sân khấu bắt đầu giờ số. Kính chúc quý vị phần lễ này gặp nhiều may mắn. Mây thì ra, mây thì ra xuống, thì ra mây thì ra, mây thì ra mây thì ra mây thì ra mây thì ra. Trong giây phút hôm nay, anh và em ngồi chung lòng bài. Anh thấy với anh lật tay em muốn linh rồi ta chơi cho khô mau. Con số 2 Con số 2 Con 5 chị đây. Ví dầu ai đưa dâu bên bờ sông, có còn thương em đâu sao mà trông. Trông về bữa nay mà lòng đớn đau khi thấy anh nằm cùng con trai. Năm 12 ta còn phải đậm nha. Phải cam đúng không? Năm mươi hai còn 52 số gì đây? Mày gì đây số gì đây? Mày gì đây ta kêu trời đấu trắng ai làm cho quê hương lìa đôi ta có nhau thể ước mai này tôi sẽ trắng em rồi dặn tràn sang kia thành mình con mười chín con 19 á số gì đây? Mấy gì đây chiều nay gió đông về dừng chân trên bến xưa đời trai gió sương về thăm quê hương tìm bao nhớ thương mà sao có buồn vã tình sâu lạnh buồn tâm hồn. Năm mươi bốn số gì đây? Số gì đây? 50, 15, 20 con trai mới lớn cũng chơi mà 50 sao nữa? Ví dầu cầu giang đóng đinh cầu ghé lắc lẻo gặp đền mà có đi hey. Có đi cha chắc em đi. Đi đâu? Em đi mua rượu thì cha đi mua mồi. Xuống gì? Năm mươi một số gì đây à? Số gì đây mấy gì kêu nào nào mình cùng lại đây về qua đàn để cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la chơi cho tôi sáng tối nay muốn chuông ra. Quăng em cái bò nè, quăng em cái ba nè, quăng em cái mầm nè, quăng em cái thao nè, quăng kiếm gì quăng ta, kiếm gì quăng ra số, quăng em cái cày nè.
57 quăng cái đầu cầu là nghỉ hát luôn đó. 57 gặp vô quý vị ơi. 57 xuống chị Nam ơi, chị đây cháu Kim mặc đồ quốc kỳ mà mặt đen hút sao đó. Mặt về nhà tôi mà như nghề là thành tôi đầy mặt sáng mà như sao. Hàng tứ anh hả mắt xanh mà đâu đỏ. Trong năm tương đó là tôi cái mồ chào. Đó là các cao được chương mà lòng tốt. 21 xuống thì đi ra mấy gì ra mấy gì đi ra mấy gì ra mấy gì đây mấy gì đa quê em thành đất một phủ chi năm lên tắm tôi ra đi cái bưng về nhà nghèo chúng không tiền mà nộp thuế mẹ đem em gánh thuế cho nhà giàu sáng ngày cắt ruộng mà chăn trâu dài quá tháng lại dài dầu mà nắng mưa rồi một sớm nghe tin mà xen đánh cha hay tin trận đánh mà bình tay mẹ thì bị bắt lưu đài đài đã cũng đảo tháng ngày mà bị tâm đến 45 anh gì đây mười bước bước ở trong gió bước bước ta cành qua bước tay là qua đá tàn bước tay là qua đá tàn cắt rồi biết mong đời qua con mười ba xuống chị đây mây trắng bay qua khi trăng dừng lang muôn câu heo rồi trăng khắp thôn trang đoàn người sẽ xưa theo tiếng âm vang lúa dâng như ngọt đậm tình ta với mình 39 Số gì đây con hai gì đây cô ba có nhà cha có đời cần lau nước da mặn mà bàn tay chai chế gạo muối nua đời nhà nóng sống quanh quần chuồng lúa nắng mưa nắng hai mùa nhọc nhằn nhưng vẫn tình cảm 28 gạch gạch vô 28 là tâm vé trời hơn.